Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 10 năm 2018 thì em xin được gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và đầm ấm, hạnh phúc bên người thân và gia đình ạ. Và giới thiệu với các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng đẹp. Và đặc biệt là có lô phi điệp tím của vùng Cao Bằng đấy ạ. Em đã chia ra theo những cái phần mà để cho cô chú anh chị và các bạn ai cũng có thể sưu tầm được cái mặt hoa của vùng Cao Bằng ạ. Rồi ngoài ra thì em có những cái hình đai châu Thái giá rẻ rất là đẹp nhé. Hàng đang nụ rất là đẹp nữa này. Và số điện thoại liên lạc để đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188, hoặc cô chú anh chị có thể gọi điện theo số điện thoại liên lạc quen thuộc là 0396 164 604. Sau đây em xin được điểm qua và báo giá từng cái loại mặt hàng lan rừng tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn nhé. Cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị và các bạn đó chính là cái lô hoàng thảo trúc mành ạ. Hoàng thảo trúc mành thì cây hoa rất là đẹp luôn. Cái màu sắc của nó rất là đẹp nhé, hoàng thảo trúc mành. Vì em thấy là cái loại lan này cũng được rất là nhiều người chơi lan ưa thích bởi vì cái màu hoa của nó rất là đẹp nhé. Em bán giá là 300.000 một kg ạ. Hoàng thảo trúc mành là 300.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo là cái lô huyết nhung vàng đấy ạ. Cô chú anh chị cùng xem nhé. Cái hàng huyết nhung vàng vừa về này, em đã cắt tỉa rất là gọn gàng rồi ạ. Đó, huyết nhung vàng là cái dòng lan mà phân bố rất là hẹp nhé. Đó, phân bố rất là hẹp. Và đa số là chỉ có ở vùng Cao Bằng bọn em thôi ạ. Huyết nhung vàng thì thân cây của nó rất là giống với lại phượng vĩ. Tuy nhiên thì cái loại lan này thì phân bố hẹp hơn phượng vĩ đỏ ạ. Nhìn rất là giống với lại phượng vĩ đỏ. Tuy nhiên cái loại lan này thì nó phân bố rất là hẹp. Nên là cái giá thành của nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì ở đây em chỉ bán giá là 150.000 một kg thôi nhé. Cái loại lan này được liệt vào dòng lan hiếm đấy ạ. Liệt vào dòng lan hiếm. Đó. Nếu như cô chú anh chị nào mà chưa có dòng lan này, muốn sưu tầm thì có thể liên hệ đặt hàng bên em này. Có rất là ít cái cơ sở, em nghĩ là thế, rất là ít nơi có cái loại mặt hàng này. Rồi tiếp theo là bạch nhạn này. Bạch nhạn. Ở đây bạch nhạn có lẫn với quế tím nhé cô chú anh chị nhé. Bạch nhạn và quế tím lẫn với nhau này. Đó, cô chú anh chị xem ạ. Tình trạng cây thì rất là tươi như thế này. Đấy, cô chú anh chị có thể đặt cái loại lan này bởi vì và cũng nó cũng là cái loại lan rất là đáng sưu tầm bởi vì cái mùi màu hoa rất là đẹp của nó và cái mùi hương thơm dịu rất là thích ạ. Nó nở vào tháng 4 nhá. Loại này em bán có 140.000 một kg thôi ạ. 1 kg cô chú anh chị cũng đã được khá là nhiều, khoảng tầm 2-3 cái giò lan đẹp rồi. Đấy. Cô chú anh chị xem tình trạng cây rất là xinh như thế này đấy ạ. 140.000 một kg thôi cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp theo đây là lô kiều mỡ gà này, kiều vuông mỡ gà cô chú anh chị nhá. Hàng cây xanh mướt luôn ạ. Đó, có những cái rễ rất là đẹp này. Đấy, cô chú anh chị cùng xem giúp em. Đó. Hàng rất là tuyệt vời phải không ạ? Rất là nhiều thân hoa như thế này đây. Em bán là 220.000 một kg cô chú anh chị nhá. 220.000 một kg ạ. Rồi bên này là kiều vàng này. Đó, kiều vàng cũng là cái dòng lan rất là dễ thuần và dễ trồng ạ. Kiều vàng hay còn gọi là thủy tiên vàng ấy ạ. Hàng cũng đã được cắt tỉa rất là kỹ ạ. Rất là nhiều thân hoa đấy ạ. Đó, cô chú anh chị cùng nhìn xem này. Hàng mướt như thế này thì cô chú anh chị biết là nó rất là nhiều thân hoa và đã được cắt tỉa rất là kỹ rồi đúng không ạ? Em bán 160.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Cây rất là đẹp, rất là khỏe cây. Rồi tiếp theo bên này là hoàng thảo môi tua này, xanh mướt luôn ạ. Em bán 130.000 một kg nhé. Đó, cô chú anh chị xem. Xanh mướt luôn. Cái loại lan này thì em thấy là cũng nở cũng được rất là lâu. Và cái loại này thì khi mà trồng chậu ấy, cho hoa màu vàng cũng rất là đẹp nhá. Rồi kim điệp xuân đấy ạ. Hàng về rất là ít thôi này. Đó, cây giả hành rất là khỏe luôn ạ. Bóng và khỏe luôn. Đó, cô chú anh chị xem này. Hàng về chỉ có tầm khoảng 2 kg đổ lại.
Loại lan này thì ở những nơi ấm áp có thể nở hoa vào dịp Tết cô chú anh chị nhá. Đó, và hành bóng khỏe như thế này này. Em bán là 150.000 1 kg thôi ạ. Hàng về rất là ít này. Rồi tiếp theo là hoàng thảo ý ngọc này. Hoàng thảo ý ngọc rất là đẹp cây đúng không ạ? Cây rất là khỏe cây luôn ạ. Hàng rất là nhiều thân hoa này. Đó, khối lượng hàng cũng rất là nhiều. Cái loại lan này thì số lượng hàng về cũng không nhiều. Cái loại lan này thì hoa cực kỳ là sai luôn đấy ạ. Và hoa cánh trắng muốt luôn nhé. Cái họng điểm điểm màu tím rất là đẹp. Em bán là 200.000 1 kg thôi này. Hàng cực kỳ là đẹp. Rồi tiếp theo là dáng hương đuôi sóc ạ. Cái lá xếp rất là xinh này. Khi mà cho hoa thì màu tím rất là đẹp ạ. Em rất là thích cái màu tím của cái dáng hương đuôi sóc này. Nói như thế nhìn mê luôn. Em bán 130.000 1 kg thôi nhé. Rồi đây là hoàng thảo hương duyên này. Hoàng thảo hương duyên ạ. Cái tên rất là đẹp luôn ạ. Đó, nhìn cây hàng dề rất là đẹp nhé. Hàng cũng vừa mới về đấy ạ. Em bán là 120.000 1 kg thôi. Hoàng thảo hương duyên ạ. Rồi tiếp theo là hoàng thảo trầm tím này. Trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Hàng rất là nhiều thân tơ này. Đó, và khi nói đến trầm tím thì không ai biết, không ai là không biết đến cái loại lan này. Có màu hoa đẹp và cái sắc hương cực kỳ là quyến rũ. Mùi hương rất là thơm luôn đấy ạ. Và hàng đặc biệt là rất là dễ trồng và dễ thuần. Là cô chú anh chị đã chơi lan thì không thể nào mà không sưu tầm cho mình những cái giò trầm tím thật là đẹp ở trong sân vườn của nhà mình ạ. Đó, hàng rất là nhiều thân tơ luôn này. Chú anh chị xem giúp em. Và cái thân tơ rất là to và mập khỏe như thế này. Nhìn rất là thích. Em bán là 900.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Tiếp theo đây là hoàng lạp này. Hoàng lạp. Hàng cũng rất là nhiều thân tơ, thân hoa. Cái hàng này thì cũng ngắn thôi ạ. Nó không được dài to mập lắm đâu cô chú anh chị nhé. Nó ngắn ngắn thôi ạ. Có những cái rề rất là to. Cái rề này mà cô chú anh chị về trồng thì em nghĩ là sẽ được rất là nhiều cái vòi hoa đấy ạ. Cái rề rất là to nhé. Em bán 130.000 1 kg thôi này. Rồi tiếp theo đây là hoàng thảo kiều dẹt ạ. Kiều dẹt thì hoa vô cùng là đẹp luôn. Đấy, cô chú anh chị cũng xem cái lô hàng về phải nói là cực kỳ là đẹp này. Xanh mướt luôn đấy ạ. Hoa rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị là chưa biết có thể lên search Google. Cái dòng lan này thì hoa rất là đẹp và đặc biệt là cái hàng ngày một khan hiếm dần đi. Hiện tại thì còn rất là ít cái loại kiều dẹt này. Tại vì là hoa đẹp được cái nên là nó bị khai thác rất là nhiều, do đó hàng ngày một là cạn kiệt và khan hiếm dần. Hàng này em bán là 550.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị xem tình trạng cây rất là khỏe đẹp và rất là tươi như thế này đấy ạ. Nhìn cực kỳ là thích luôn này. Cái hoàng thảo kiều dẹt này thì bản lá rất là mỏng, tuy nhiên em thấy là dân họ khai thác cũng giữ được rất là tốt đấy ạ. Rồi tiếp theo đây em có phi điệp vàng này. Phi điệp vàng lâu lắm rồi thì em cũng không có nhé. Phi điệp vàng thì hàng hiện tại cũng là đang chuẩn cái mùa ghép luôn đấy ạ. Đây, những cái mầm tơ của nó đang lên này. Nó, cái mầm tơ của nó đang lên như thế này. Và hiện tại thì rễ của nó vẫn chưa nhú. Nên là cô chú anh chị về ghép thì sau này cái cây non này ạ, rễ nó bắn ra thì cô chú anh chị sẽ được ngay cái giò lan thuần rất là đẹp nhé. Tiếp theo bên này, em có cái chỗ hoàng thảo nghệ tâm này này. Dài xanh và rất là đẹp nhé. Em bán chỗ này là 100.000. Cô chú anh chị có thể ghép được hai cái giò lan hoàng thảo nghệ tâm rất là đẹp rồi này. 100.000 cho chỗ này. Rất là nhiều. Xanh mướt luôn đấy ạ. Đó. Rồi bên này em có cái cẩm báo này. Hai cái lô cẩm báo. Mỗi một lô khá là nhiều cây này. Là cây. Mỗi một lô rất là nhiều cây nhá. Cô chú anh chị có thể về trồng sưu tầm này. Đây, lô thứ nhất này. Hai cây này. Bốn cây ở đây, lá này có dập một chút này, ngọn dập một chút này. Rồi, mỗi một lô như thế này khá là nhiều cây. Em bán để cho cô chú anh chị sưu tầm này 60.000 một lô như thế này thôi. Đó, cái loại lan này thì hoa đẹp và rất là lạ mắt nhá. Và hương cực kỳ là thơm và lại rất là lâu tàn luôn đấy ạ. Mỗi một lô rất là nhiều cây như thế này. Đấy cô chú anh chị,
Cây này thì rất là to, tuy nhiên thì cái lá của nó ở trên rừng ấy, không biết là cái con gì, chắc là cái thơm thơm quá nên là không biết là con sâu con gì nó cắn mất đi lá ngọn đi, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không sao đâu nhé. Đấy, có những cây như thế này này, em bán mỗi một phần là 60.000, bán rẻ như cho luôn ạ. Cô chú anh chị có thể lấy về sưu tầm này. Tiếp theo đây là em có cái lô hoàng thảo u lồi này. Cô chú anh chị dùng xem ạ, hàng 100% thân tơ và cực kỳ là đẹp nhá. Hiện tại cái mầm gốc của nó này, nó đang nhú lên rất là khỏe đẹp như thế này này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Cái loại lan này u lồi hay còn gọi là ngũ tinh ấy ạ, hoa nở vào dịp Tết và cái màu sắc hoa cực kỳ là đẹp luôn. Ở chỗ này có tầm hơn 1 kg, khoảng tầm 2 kg đổ lại, cô chú anh chị nhìn xem ạ. Hàng rất là nhiều thân tơ như thế này và thân thì mập ú ụ luôn. Phải nói là thế, hàng cực đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Em bán là 250.000 1 kg thôi nhé. Thì cô chú anh chị cứ tham khảo đi. Loại này thì nhiều nơi người ta bán đến 450 đến 500. Hàng rất là đẹp. Nói là thế. Cái mầm gốc này đang bắn ra này. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Rồi tiếp theo bên này là em có mấy cây đai châu này. Hôm qua khách đặt hàng rất là nhiều nhưng mà em không dám nhận nhé. Cây đai châu này thì em tưởng hết hàng rồi nên em không dám nhận. Cây đai châu này có cây thì đang nhú ra hai cái vòi hoa rồi. Đây là đai châu Thái nhé. Màu hồng cánh sen ạ. Xanh mướt như thế này này. Về cô chú anh chị treo lên để ngắm hoa Tết nhé. Em bán là 250.000 một chậu như thế này đấy ạ. Hôm qua khách đặt hàng rất là nhiều luôn nhưng mà em không dám nhận đơn. Hàng cây không bị lỗi lá và rất là đẹp ạ. Bản lá xếp rụt rất là đẹp luôn. Đấy, cô chú anh chị cùng xem cho em. Nhìn rất là thích luôn ạ. Rồi bên này thì em có những cái phần đai châu lỗi lá này. Em giới thiệu từ hình số 1, từ hình số 1 đi nhá. Hình số 1 này, một cây rất là khủng nhá. Cái ngọn của nó đỏ chót luôn, rất là đẹp. Thì em nghĩ là cái màu sắc hoa sẽ rất là đẹp luôn. Cây này thì em thấy cũng rất là đẹp nhá. Không biết là có bao nhiêu màu vòi hoa. Nghĩ là chắc nó cũng phải từ hai cái vòi hoa trở lên rồi. Hình này em bán là 250.000 một cây, rất là đẹp luôn. Cây lan đai châu rất là đẹp luôn ạ. Hình số 2 là một cặp bao gồm có hai cây, hàng cũng đang nhú nụ này. Cả hai cây này chắc cũng có tầm 3 4 cái vòi nụ gì đấy, em bán 200.000. Đó, cô chú anh chị xem này, tình trạng cây rất là đẹp. Hình số 3 là một cây đai châu khủng. Không biết là bao nhiêu cặp là đây, rất là to đẹp này. Hình này em bán là 280.000 cô chú anh chị nhá, hình số 3 ạ. Cái đai châu rất là to. Đấy, cũng có lỗi lá một chút này, như thế này. Đấy, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Hình tiếp theo, hình số 4 này. Hình số 4 là một cặp gồm có hai cây. Đây là cây thứ nhất này, cái ngọn đỏ rất là đẹp luôn. Cây này không biết là có bao nhiêu nụ đây. 2 3 cái vòi nụ gì đấy, một cây này. Đây hai cái vòi nụ ở bên dưới này rồi này. Vòi nụ nhú ra đỏ chót luôn này. Rồi. Hai cây này em bán là 240.000 này. Hình tiếp theo là hình số, đây là hình số 5 là 200. Hình số tiếp theo là hình này là 240.000 nhá. Hình tiếp theo hình số 5 một cây rất là to luôn. Cái ngọn của nó có hơi vàng vàng một chút như này này. Em nghĩ là cũng không sao nhé. Hình này em bán là 500.000 ạ. Hình số 6 này. Hình số 6 hai cây, mỗi cây đang hai vòi nụ này. Hình này em bán 200.000 này. Hình số 7 ạ. Hình số 7 có hai cây. Rất là đẹp này. Một cây này thì em thấy là có đến 3 vòi hoa rồi. Cây bên này cũng có mấy vòi hoa nữa và cái rễ của nó đang bắn ra này. Cây này cây mẹ con nhá, một mẹ và hai con luôn đấy ạ. Đó, cái hình này một cặp gồm có hai cây này, em bán là 320.000 thôi ạ. Đó. Rồi tiếp theo bên này là phi điệp tím này, phi điệp tím của vùng Cao Bằng đấy ạ. Em sẽ giới thiệu từng phần một nhá. Phi điệp tím của vùng Cao Bằng thì cái khuôn bông hoa của nó rất là to đấy ạ. Cực kỳ là to luôn nhá. Và cánh của nó bầu, cánh bầu và bay rất là đẹp nên được những người chơi lan rất là ưa thích cái dòng lan phi điệp tím hay là giả hạc tím của vùng Cao Bằng đấy ạ. Em sẽ giới thiệu từ các hình số 1 trở đi nhé. Hình số 1